Con đang làm gì đó gì? Chào cả nhà nhé. Hôm nay đi tưới cây nữa các bạn. Hôm nay ngày nghỉ chủ nhật, đây là nhà mình nè. Đàn ốc chuông của mình nữa. Nhưng mà lá nó đang bị xoăn, đang bị diệt rồi, mình sẽ không thích diệt nó. Đang bị diệt rồi các bạn ạ. Ôi, diệt hết rồi. Em đi đang tưới cây rồi các bạn. Rồi, diệt rồi. Đó, các bạn nhìn này, lá diệt này, con diệt này. Nhỏ xíu nhưng mà nó làm cho cây nó bị xoăn lá. Đó, em gì đấy các bạn? Con đang làm gì đó bảo an? À, con đang tưới cây hả mẹ? Đúng rồi, giỏi quá. Em bảo an ở nhà rất thích tưới cây. Mẹ trồng một gian luôn đấy các bác. Các bác nhìn này. Đó. Em ăn tưới cây đó các bạn. Ngon quá. Chỗ đây nắng quá. Em đi kia là chỗ đây nắng quá. Rồi tạm biệt các bạn đi con. Bạn ăn tưới cây đây. Chào các bạn đi con. Chào.